Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2020 thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành lại tiếp tục làm clip giới thiệu tới toàn thể quý khách trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là một chiếc giường Louis Hoàng Gia tân cổ điển. Đây là đơn đặt hàng của anh Phong ở Nam Định, anh đã đặt chúng tôi rất lâu rồi thì hôm nay chúng tôi mới cho thợ dựng lên. Thì chiếc giường Hoàng Gia này có kích thước là 2 m nhân với 2 m 2, 100% chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu của Nam Phi. Đây, chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết đây. Toàn bộ chân giường chúng tôi làm chân cong, hai đốc thấp và đốc cao chúng tôi làm dày 10 phân. Còn vai giường chúng tôi làm to 25 phân, độ dày 5 phân. Hàng này là hàng đặt siêu dày của quý khách ở Nam Định. Đây là quý khách đặt để làm giường cưới đây. Rất chi là đẹp, rất chi là dày. Thì quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đây, chúng tôi quay máy quay lại phần giá giường cho quý vị xem này. Cũng được chọn vân rất là kỹ lưỡng. Đây là chất liệu gỗ hương đá nha các bạn nha. Cũng cùng một mẫu giường như này thì chúng tôi có làm thêm một chất liệu gỗ nữa là gỗ gõ đỏ. Thì hai dòng gỗ này thì khi hoàn thiện lên màu thì rất là sáng. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Toàn bộ đốc cao này chúng tôi cũng làm dày 10 phân. Đốc cao này chúng tôi làm cao 1m60. Đây, phần vai giường đây là chúng tôi làm to 25 phân và dày 5 phân. Và kích thước của giường là 2 m nhân với 2 m 2. Nằm rất là thoải mái. Bình thường thì chúng tôi làm chiếc giường này là có dát vàng nhưng mà anh lại không thích dát vàng. Anh lại thích để trơn. Thì hoàn thiện PU màu sáng thôi, không cần dát vàng. Vì đây là chiếc giường Hoàng Gia nên thường thì chúng tôi có thêm dát vàng, những hoa văn họa tiết, hoa lan tây để tăng độ sang trọng cầu kỳ cho quý vị. Đây, chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại đây. Chiếc giường Hoàng Gia kích thước 2 m nhân 2 m 2. Đây là kích thước ngoại cỡ và độ dày cũng là siêu dày, siêu to. Quý vị có thể về cơ sở để xem trực tiếp ở làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới. Quý vị có thể liên hệ theo hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684.